Xin chào các bạn, và hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá một trong những loại răng sứ tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, đó là răng sứ Lava Plus, được sản xuất từ công nghệ tiên tiến của hãng 3M hay gọi là 3M. Răng sứ Lava không chỉ bền bỉ mà còn mang lại thẩm mỹ cao. Hãy cùng tìm hiểu với bác sĩ Cường ngay nhé. Răng sứ Lava là một cái sản phẩm của công nghệ tiên tiến từ 3M, một trong những công nghệ hàng đầu về vật liệu nha khoa. Và Lava Plus không chỉ mang đến cái độ bền tuyệt vời mà nó còn sở hữu cái khả năng thẩm mỹ cao nhờ độ trong suốt và màu sắc tự nhiên. Lava cũng sở hữu những cái công nghệ tiên tiến được sản xuất từ công nghệ két kem hiện nay để đảm bảo cho nó có độ chính xác tuyệt đối. Và công nghệ này cho phép bác sĩ có thể chế tạo răng sứ vừa khít với răng thật, không gây cảm giác khó chịu. Tiếp theo là độ trong suốt tự nhiên. Một trong những ưu điểm lớn nhất của Lava đó là độ trong suốt, giúp cho răng sứ trông tự nhiên dưới mọi điều kiện ánh sáng. Và đây là lý do mà khiến nhiều người lựa chọn Lava khi muốn có nụ cười hoàn hảo, không bị lộ khi chụp ảnh hoặc trong ánh sáng ban ngày. Thứ tư đó là khả năng chịu lực. Lava Plus có khả năng chịu lực tốt, phù hợp cho cả những người có thói quen ăn nhai mạnh hoặc là nghiến răng khi ngủ. Điều này sẽ giúp cho răng sứ Lava bền bỉ theo thời gian, không cần phải lo lắng về việc hỏng hóc. Tiếp theo là không gây kích ứng, được làm từ vật liệu không kim loại cao cấp. Răng sứ Lava Plus hoàn toàn an toàn cho sức khỏe và không bị kích ứng cho níu hay các mô mềm xung quanh. Thì có rất nhiều khách hàng của bác sĩ Cường trong độ tuổi từ 35 đến 40 thường xuyên phải làm việc dưới ống kính, và các chị nói rằng là cái Lava này khiến cho chị có nụ cười tự nhiên mà chị hằng mong ước từ hồi còn thanh xuân cơ, nhưng bây giờ thì mới có thể là thực hiện được. Và nếu bạn muốn sở hữu một cái nụ cười hoàn hảo với công nghệ răng sứ Lava tiên tiến thì hãy đến với bác sĩ Cường ngày hôm nay nhé. Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về ưu và nhược điểm của răng sứ Lava. Liệu loại răng sứ này có thật sự hoàn hảo như lời đồn? Đừng bỏ lỡ video vào ngày mai. Hãy nhớ đăng ký kênh để chúng ta được gặp nhau đầu tiên và những video mới nhất của bác sĩ Cường nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.